Chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Thì lâu lắm rồi mình không có quay clip nha. Thì clip hôm nay mình sẽ gọi là quay một làm một cái món đồ từ cây ná. Cây ná có thành phần trong đó luôn. Thì mình thấy trên mạng người ta làm, mình bắt chước mình làm theo. Đó, thì mình sẽ làm một cái kệ, cái giá đỡ phin pha cà phê các bạn. Đó, mình cũng hay uống cà phê, mình thấy mình cũng hay, mình cũng sẽ làm. Thì đây là cây ná của mình làm. Thì mình có nhiều cây mà mình để không á, thì mình sẽ tận dụng nó để mình làm những món đồ mà gọi là cây ná nó có thể nằm trong đó được, có thể làm được. Đó, thì cây ná này mình làm này, cây mít này, cây ná cây mít thì mình sẽ dùng nó mình làm một cái giá đỡ phin pha cà phê. Ok, thì mình sẽ dùng cây ná này và cái tấm tấm ván gỗ này nha bạn. Đó đó, rồi mình sẽ dùng cây bút chì mình vẽ, rồi một cái phần phin cho cà phê để mình làm dấu. Ok, thì nói vậy chắc bạn uống cà phê bạn cũng biết rồi ha. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình làm nha các bạn. Sau khi mình lấy dấu xong á, thì cái dấu của cái phim này, cái dấu của hai cái đầu trên ná này, cái dấu của cái cán ná này, mình sẽ tiến hành mình cắt mà. Đó, cắt ra. Các bạn, thì sau khi mình cưa xong thì mình sẽ gọi là lộng cái phần này đi trong một cái lỗ đây. Phần này mình sẽ lộng một cái lỗ để mình có thể để cái chụp phim cà phê vô đấy mà cho nó nằm lọt vô đây. Giờ mình sẽ dùng khoan một lỗ, rồi mình sẽ dùng cưa lộng mình lộng. Còn mấy bạn dùng khoan giáp vòng luôn. Nếu bạn không có cưa lộng á, các bạn dùng khoan giáp vòng này đó, rồi bạn có thể dùng dao đục ra. Các bạn, thì nhà mình nó bị cúp điện rồi cho nên không có dùng khoan được, mình sẽ dùng đục nha các bạn. Sử dụng đục mình đục nha. Đây nè mọi người, thì sau khi mình móc cái lỗ này hết á, thì cái này là cái chân nè, đó. Còn cái này là cái đầu nè, đó. Thì giờ mình sẽ gọi là mình sẽ tay mình sẽ gọi là trà nhám nha mọi người, mình trà nhám cho nó láng này nha. Rồi sau đó mình sẽ đóng cái này vô kết nối nó lại, mình sẽ được một cái gọi là giá đỡ. Thì mình sẽ dùng cái nhám mình chà nhám nha. Mưa tới rồi bạn ơi, thì mình làm luôn. Thì sau khi mình mấy cái lỗ này thôi xong hết rồi, chà nhám rồi đó, mình sẽ dùng đinh mình mồi nha bạn. Mình mồi lỗ rồi mình sẽ dùng ốc này mình bắt lại nha. Đó, này dùng ốc bắt lại nha bạn.
thì giờ mình sẽ lấy nhát mình quét lên nha bạn, lấy nhát quét lên, xong rồi giờ mình lấy nhát quét lên để đổ cái sinh cà phê lên pha cà phê lên rồi đó. Thank you.